Trái đất ban tặng cho chúng ta một môi trường sống tươi đẹp, nhưng cũng mang đến không ít những hiện tượng kỳ lạ với sức mạnh tàn phá khủng khiếp. Vòi rồng lửa, sóng thần hay bão cát là những thảm họa tự nhiên đáng sợ xảy ra ở khắp mọi nơi trên trái đất mà không có ngoại lệ. Từ núi cao cho đến biển sâu, từ sa mạc cho đến các thành phố lớn. Một khi mẹ thiên nhiên nổi giận, loài người cùng những công trình kiên cố nhất cũng trở nên mỏng manh trước sức mạnh của thiên nhiên. Vậy, điều gì đã khiến chúng trở nên đáng sợ như vậy? Vòi rồng lửa. Vòi rồng lửa hay lốc xoáy lửa là hiện tượng một ngọn lửa trong một điều kiện nhất định, tùy vào nhiệt độ không khí và sự đối lưu, sẽ tạo ra một sự đối lưu dạng xoáy theo chiều thẳng đứng, giống như vòi rồng. Ngọn lửa bị cuốn và bốc lên cao trong dòng xoáy đó, có thể là các ngọn lửa xung quanh ngọn lửa đã tạo ra nó, hay chính ngọn lửa đã tạo ra sự đối lưu này. Năm 1871, một vụ cháy rừng kỷ lục tại Peshtigo, bang Wisconsin, nước Mỹ, mà nguyên nhân chính gây ra thiệt hại là một vòi rồng lửa di chuyển với vận tốc 161 km/h. Cơn bão lửa này đã thiêu rụi toàn bộ nhà cửa, trung tâm thương mại và ước tính có khoảng 6 km2 đất đai bị thiêu rụi. Ít nhất đã có 1.500 người thương vong và rất nhiều người khác bị chôn vùi trong các đống đổ nát. Theo các nhà nghiên cứu, hầu hết các vòi rồng lửa hình thành trong các trận cháy rừng. Chúng được tạo ra khi luồng khí nóng hội tụ bốc lên trên, khiến cho các vùng khí xung quanh tràn vào thế chỗ và bị va vào nhau, tạo thành một vùng xoáy bốc lên trên. Giống như khi kéo một vật lớn ra khỏi nước, sẽ thấy một vùng xoáy khi nước xung quanh đổ vào thế chỗ, cuốn theo ngọn lửa bên dưới. Các vòi rồng lửa này thường cao khoảng chưa đến nửa mét trước khi bị tắt. Nó giống như một ngọn lửa đang nhảy múa khắp nơi trong vùng đang bị cháy, khiến nó còn được gọi là quỷ lửa. Các vòi rồng được ghi nhận thường cao từ 10 đến 50 mét, rộng khoảng vài mét. Nhưng đôi khi các vòi rồng lửa này có thể cao đến hàng trăm mét, với sức gió xoáy khoảng 160 km/h. Hầu hết các vòi rồng lửa chỉ xảy ra trong một vài phút. Do đó, rất khó để ghi nhận lại bằng hình ảnh hay video trực tiếp. Tuy nhiên, những thiệt hại mà nó gây ra lại vô cùng lớn. Với tốc độ di chuyển rất nhanh, chúng có thể hủy diệt một khu vực rộng lớn với sức gió cuốn và nhiệt độ cao. Các luồng lửa có thể bốc lên cao là do khi xoáy, khí oxy sẽ được rút vào cung cấp cho lõi lửa của vòi rồng. Lõi lửa này có thể có nhiệt độ đến hơn 1.000 độ. Với nhiệt độ này, nó có thể đốt cháy gần như bất cứ thứ gì và bất cứ thứ gì bị cuốn vào bên trong đều sẽ trở thành nhiên liệu duy trì cho lõi lửa đang bốc lên cao. Đáng chú ý, các vòi rồng lửa có thể nhổ bật gốc các cây cao đến 15 mét và thiêu rụi nó. Các lốc xoáy lửa này có thể mang lửa từ chỗ này đến chỗ khác, khiến cho các trận cháy rừng trở nên lớn hơn vì không thể dập tắt được cột lửa đang di chuyển, ngoại trừ khi ngăn được nguồn cung cấp khí oxy cho nó. Bão cát. Bão cát được tạo ra nhiều nhất tại các nước có khí hậu khô hạn và nhiều sa mạc. Ban đầu, chúng chỉ là những cơn gió bình thường, sau đó tốc độ gió trở nên mạnh hơn và cuốn những lớp cát ở sa mạc mang đi khắp mọi nơi, vào trong các thành phố lớn có đông dân cư sinh sống. Bão cát sẽ tạo ra một tấm màn sương sương có màu vàng đặc trưng của cát và hạn chế tầm nhìn của người lái xe. Đó là lý do vì sao mỗi khi bão cát đến thì tỷ lệ tai nạn giao thông lại tăng ở các quốc gia này. Khâu dọn dẹp cật lực sau bão cát mới thực sự là kinh hoàng. Ban công, cửa sổ, bàn ghế, tất cả sẽ ngập tràn một màn cát bụi mà bạn phải tốn cả ngày để lau chùi. Đó là lý do vì sao các ngôi nhà tại vùng sa mạc thường chọn sơn tường màu vàng hoặc màu nâu, hạn chế tối đa màu trắng. Vì việc lau dọn và bảo dưỡng ngôi nhà sẽ tốn khá nhiều công sức và tiền của đấy. Nếu ở trong các thành phố và khu dân cư xa vùng sa mạc, thì bão cát chỉ ảnh hưởng ở mức độ vừa phải. Nhưng nếu bạn ở ngay trên sa mạc lúc bão cát ập đến, thì nó thật sự nguy hiểm. Việc bị chôn vùi dưới cát hoặc chết ngạt vì bụi là hoàn toàn có thể xảy ra. Việc cần làm là đừng cố thoát ra khỏi bão cát, mà hãy bình tĩnh ngồi xuống ngược hướng gió, dùng áo hoặc khăn che mũi và miệng để bảo vệ đường hô hấp. Nếu có thể tìm được tảng đá hoặc bất cứ cái gì để núp gió là tốt nhất. Sóng thần. Sóng thần là một trong những thiên tai có sức tàn phá khủng khiếp nhất của nhân loại. Sóng thần là một loạt các đợt sóng tạo nên khi một thể tích lớn của đại dương bị chuyển dịch chớp nhoáng trên một quy mô lớn. Động đất cùng những dịch chuyển địa chất lớn bên trên hoặc bên dưới mặt nước, núi lửa phun và va chạm thiên thạch đều có khả năng gây ra sóng thần.
hậu quả tai hại của sóng thần có thể ở mức cực lớn, giết chết bằng việc nhấn chìm trong nước đến hàng trăm ngàn người trong vài giờ. Các trận sóng thần có thể hình thành khi đáy biển đột ngột bị biến dạng theo chiều dọc, chiếm chỗ của lượng nước nằm trên nó. Những sự di chuyển lớn theo chiều dọc như vậy của vỏ trái đất có thể xảy ra tại các rìa mảng lục địa. Những trận động đất do nguyên nhân va chạm mảng đặc biệt hay tạo ra các cơn sóng thần. Khi một mảng đại dương va chạm với một mảng lục địa, đôi khi nó làm rìa mảng lục địa chuyển động xuống dưới. Cuối cùng, áp suất quá lớn tác dụng lên rìa mảng, khiến nó nhảy giật lùi lại, tạo ra các đợt sóng chấn động vào vỏ trái đất, khiến xảy ra cơn địa chấn dưới lòng biển, được gọi là động đất tại đáy biển. Các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng những cơn sóng thần lớn có thể xuất hiện từ các vụ lở đất, hoạt động phun trào núi lửa và các vụ va chạm thiên thạch. Những hiện tượng đó khiến một lượng nước lớn nhanh chóng bị chuyển chỗ. Khi năng lượng từ một thiên thạch hay một vụ nổ chuyển vào trong nước nơi xảy ra va chạm, các cơn sóng thần xuất hiện từ những nguyên nhân đó, khác với những trận sóng thần do động đất gây ra, thường nhanh chóng tàn rã và hiếm khi lan tới những bờ biển quá xa vì diện tích xảy ra sự kiện nhỏ. Các hiện tượng đó có thể gây ra các cơn sóng địa chấn lớn chỉ trong một khu vực. Tuy nhiên, một vụ lở đất cực lớn có thể gây ra một trận sóng thần cực lớn, gây ảnh hưởng đến toàn bộ đại dương. Ở vùng nước rộng, các cơn sóng thần có chu kỳ rất dài, từ nhiều phút tới nhiều giờ, và chiều dài sóng dài lên tới hàng trăm km. Điều này rất khác biệt so với các con sóng hình thành từ gió bình thường trên mặt đại dương. Chúng thường có chu kỳ khoảng 10 giây và chiều dài sóng 150 mét. Chiều cao thực của một đợt sóng thần trên đại dương thường không tới 1 mét. Điều này khiến những người ở trên tàu giữa đại dương khó nhận ra chúng. Bởi vì chúng có chiều dài sóng lớn, năng lượng của một cơn sóng thần điều khiển toàn bộ cột nước, hướng nó xuống phía đáy biển. Các cơn sóng đại dương ở vùng nước sâu thường xuất hiện do chuyển động của nước, tính từ bề mặt đến một độ sâu bằng một nửa chiều dài sóng. Điều này có nghĩa rằng sự di chuyển của sóng bề mặt đại dương chỉ đạt tới độ sâu khoảng 100 mét hay ít hơn. Trái lại, những cơn sóng thần hoạt động như những con sóng vùng nước nông giữa biển khơi bởi sự phân tán chuyển động của nước ít xảy ra nơi nước sâu. Sóng thần không phải lúc nào cũng là những con sóng khổng lồ khi chúng vào bờ. Năm 2004, một trận động đất có tâm chấn ngoài khơi bờ biển phía tây Sumatra, Indonesia xảy ra với cường độ 9,1 đến 9,3 độ Richter. Mảng Ấn Độ bị mảng phiến điện hút chìm và gây ra một loạt sóng thần tàn khốc, một số cao hơn 30 mét. Sóng thần đã gây thương vong hơn 230.000 người ở 14 quốc gia và nó cũng trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Đó chỉ là một trong nhiều ví dụ bi thảm làm nổi bật sức mạnh khủng khiếp của sóng thần. Xoáy nước. Xoáy nước mô tả hành động của nước chảy theo hình xoắn ốc đi xuống. Hiện tượng này được gây ra bởi sự va chạm của các dòng chảy đối nghịch. Những xoáy nước mạnh mẽ xuất hiện phổ biến ở biển và đại dương. Các xoáy nước nhỏ hơn thường gặp ở chân thác nước và cũng có thể được tạo ra trong các công trình nhân tạo như đập thủy điện. Tùy thuộc vào khối lượng nước và lực va chạm, các xoáy nước sẽ xuất hiện với các kích thước khác nhau. Một số xoáy nước hình thành và biến mất trong thời gian ngắn. Trong khi đó, thậm chí có một số xoáy nước duy trì tới nhiều thế kỷ. Các xoáy nước lớn nhất trái đất thường xuất hiện giữa đại dương với đường kính khổng lồ hàng trăm km. Các nhà khoa học tưởng ví chúng với những hố đen bí ẩn trong không gian. Điều này đồng nghĩa với việc chúng cũng hút và bắt nhốt tất cả mọi thứ xung quanh, giống như cách thức các lỗ đen nuốt chửng ánh sáng. Những xoáy nước đại dương khổng lồ này được các luồng nước cuốn tròn, bao quanh dày đặc đến mức không thứ gì bị hút vào mà có thể thoát ra được. Thống kê cho thấy, các xoáy nước dữ tợn như vậy xuất hiện ngày càng nhiều ở vùng biển phía nam Đại Tây Dương, làm gia tăng việc luân chuyển nước mặn và ấm về hướng Bắc. Các xoáy nước trên sông thường không có tính hủy diệt như trên biển, chẳng hạn như trận chiến xoáy nước trong cấp biển vùng Caribe. Tuy nhiên, chúng gây nguy hiểm cho người và thuyền nhỏ. Hầu hết tàu thuyền sẽ không bị cuốn theo lực của xoáy nước, nhưng đối với một số dạng thuyền nhẹ như thuyền kayak, người chèo thuyền nên biết cách sống sót để tránh rủi ro. Theo nhà vô địch kayak thế giới Ken Whiting, bạn cần đảm bảo mặc đồ bảo hộ khi xuống nước, chẳng hạn như áo phao và mũ bảo hiểm. Những thứ này có thể bảo vệ bạn khỏi những dòng nước khắc nghiệt xung quanh xoáy nước. Nếu bạn thấy bất kỳ dấu hiệu của xoáy nước, tốt nhất không nên xuống nước. Trong trường hợp đi vào vùng nước xoáy, bạn không nên di chuyển cùng hướng với dòng nước và nên hướng ra rìa ngoài hơn là trung tâm. Khi ở trên thuyền hoặc thuyền kayak,
hãy cố gắng ngăn nước tràn vào thuyền. Vòi rồng nước, một trong những hiện tượng tự nhiên nguy hiểm nhất hiện nay là vòi rồng nước. Nó hình thành trên cả biển và đất liền. Vòi rồng nước có thể quét qua cả sông, hồ và mang theo lượng nước khổng lồ từ nơi này đến nơi khác. Nó không khác gì một cái mang xối vĩ đại nhất trời đất. Tác hại của vòi rồng nước vô cùng đáng sợ. Xảy ra phổ biến nhất ở trên vùng biển nhiệt đới hoặc là cận nhiệt đới. Đây là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú khá hiếm gặp. Nhưng nếu có may mắn bắt gặp hiện tượng này, thì bạn hãy chắc chắn rằng mình ở đủ xa so với vòi rồng nước. Đừng bao giờ tò mò di chuyển đến để xem kỹ hơn, vì có thể bạn sẽ bị cuốn vào đó bất cứ lúc nào. Nếu bạn đang ở trên mặt nước khi một vòi rồng nước đang hình thành, thì hãy chạy ngay ra khỏi đó bằng cách di chuyển một góc 90 độ cùng chiều so với chuyển động của nó. Mưa đá. Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau do đối lưu cực mạnh từ các đám mây rông gây ra. Kích thước có thể từ 5mm đến hàng chục cm, thường cỡ khoảng một vài cm, có dạng hình cầu không cân đối. Những hạt mưa đá thường rơi xuống cùng với mưa rào. Mưa đá thường kết thúc rất nhanh trong vòng 5 đến 10 phút, lâu nhất cho cả một vệt mưa cũng chỉ 20 đến 30 phút. Mưa đá thường xảy ra ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi, còn vùng đồng bằng ít xảy ra hơn. Ở Việt Nam, mưa đá có thể xảy ra ở khắp các vùng miền và cả trong mùa hè. Riêng ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm thường có mưa đá, nhiều nhất là từ tháng 3 đến tháng 5. Mưa đá thường hay hình thành trong các tháng chuyển tiếp giữa mùa lạnh sang mùa nóng, tháng 4, 5 và 6, hoặc giữa mùa nóng sang mùa lạnh, tháng 9, 10 và 11. Mưa đá được hình thành khi các dòng không khí lên xuống mãnh liệt hay còn gọi là đối lưu. Vào mùa nóng ẩm, nắng gay gắt, hàm lượng hơi nước trong không khí rất cao. Khí quyển ở tầng thấp nhận được nhiều nhiệt năng sẽ nóng lên, hình thành cột không khí dưới nóng trên lạnh. Lúc này, các dòng không khí lên xuống mãnh liệt làm phát sinh và tạo ra những đám mây vũ tích có khả năng gây mưa đá. Khi các đám mây gần mặt đất được các luồng không khí bốc lên cao, thì phần trên của đám mây thường ở nhiệt độ dưới âm 20 độ C, khiến cho rất nhiều hơi nước trong mây biến thành những hạt băng nhỏ. Nhưng tầng mây ở dưới thấp hơn, do nhiều nguyên nhân không thể ngưng kết thành băng, lại biến thành các giọt nước có độ lạnh dưới 0 độ C. Các luồng không khí không ngừng bốc lên cao sẽ đưa một khối lượng lớn các giọt nước lạnh này lên tầng trên của đám mây. Ngay sau đó, chúng đông kết với các hạt băng đang tồn tại ở tầng trên, làm cho thể tích của các hạt băng ngày càng lớn hơn. Khi trọng lượng tăng đến mức độ nhất định nào đó, chúng sẽ rơi xuống. Khi rơi xuống tầng mây thấp, mặt ngoài của băng lại được bao bọc thêm một lớp màng nước, đồng thời lại bị các luồng nước khi mạnh, khi yếu đang không ngừng bốc lên cao tác động vào. Đến lúc này, các luồng khí không thể giữ được các băng ở trên cao và những hạt băng này bị rơi xuống mặt đất, gây ra những trận mưa đá. Các nhà khoa học khí hậu trong nhiều thập kỷ đã cảnh báo rằng khủng hoảng khí hậu sẽ dẫn đến thời tiết khắc nghiệt hơn, gây hại cho con người và sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Thiên tai gây ảnh hưởng lớn tới môi trường tự nhiên và dẫn tới những thiệt hại nặng nề về tài chính và cuộc sống con người. Những thảm họa khủng khiếp nêu trên, nếu xảy ra sẽ mang đến những hậu quả vô cùng ghê gớm mà chúng ta không lường trước được.